Chào mừng các bạn đến với kênh PDN IGNE Channel. Video này sẽ giới thiệu với các bạn các thông số cài đặt tiếp theo của bo máy phát điện Datacom DKG507 từ P037 đến P040. P037 thời gian khởi động máy phát. Đây là thời gian cấp nguồn cho động cơ để bằng điện chạy, mặc định 10 giây. Máy khó nổ có thể cài đặt lên tối đa 15 giây, không nên để liên tục trong thời gian dài hơn 15 giây vì có nguy cơ cháy động cơ đề. Nếu máy nổ được trước khi hết thời gian đề thì bo cũng chuyển sang trạng thái máy hoạt động và ngắt thời gian đề còn lại. P038 thời gian chờ giữa các lần khởi động máy, mặc định 10 giây, có thể tăng giảm thêm. Nếu bạn cài đặt 3 lần đề máy thì khi phát lệnh đề lần đầu tiên, máy không chạy thì bo sẽ không đề liền mà chờ một khoảng thời gian P38 này rồi sẽ đề lần 2. Nếu máy vẫn không nổ thì sẽ nghỉ rồi lại đề lần 3. Thời gian giữa các lần đề có thể cài dài hơn nhưng không được ngắn hơn 10 giây vì thời gian nghỉ là lúc motor đề giải bớt nhiệt, bình ắc quy mới xả điện cần phục hồi. B039 thời gian chạy không tải, mặc định 0 giây bỏ qua thông số. Đối với các máy phát điện có lắp bộ phận điều tốc gia tốc máy, để điều khiển các bộ điều tốc có chế độ idle speed để có thể khởi động máy phát ở tốc độ thấp trong một khoảng thời gian trễ, delay time. P040 thời gian hâm nóng động cơ hay còn gọi là thời gian chạy không tải trước khi đóng tải, mặc định 4 giây, có thể tăng giảm. Thông thường cài đặt từ 30 giây đến 2 phút tùy loại động cơ. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt các giá trị thông số. Để vào trình cài đặt, nhấn đè phím menu tầm 10 giây chờ đến khi màn hình hiển thị vô lên chữ bờ rồ thì thả ra. Nhấn tiếp phím menu đến giá trị số 37 trong màn hình hiển thị dòng điện. Nhấn phím mũi tên lên xuống để tăng giảm giá trị cài đặt tại màn hình hiển thị tần số, tức là màn hình số 3 bên trái, từ trên xuống. Nhấn tiếp phím menu và phím mũi tên lên xuống để thay đổi giá trị cài đặt các thông số tiếp theo. Nhấn phím stop màu đỏ để lưu giá trị cài đặt và thoát khỏi trình cài đặt. Video tiếp theo mình sẽ giới thiệu về các thông số cài đặt từ P041 đến P044, các thông số thời gian chạy làm mát máy và thời gian chuyển đổi đóng tải giữa hai nguồn điện lưới và máy phát. Các bạn nhớ theo dõi nhé! Vỗ tay! Vỗ tay! Vỗ tay! Chúc các bạn thực thành công! Hãy đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nha! Bình luận trao đổi học hỏi thêm!